chúng tôi là cái tựa hôm nay là mini game mà nó đúng đi, chàng hãy chọn cái đúng luôn. Và danh lợi đầu tiên quý vị muốn lấy cái gì ra? À, dễ dễ ha. Dạ. Một chiếc dép lao. Có ai có dép lao mà? Dép lao á, dép lao á, dép lao á. Kiểm tra. Bé ba bị lợi, bé ba bị lợi. Đây, mình lấy ha. Một đôi thôi. Yêu cầu một chiếc lấy một đôi bị lợi. Ủa? Thà mày làm. Rồi. Không đọc kỹ đề bài. Rồi. Sớm tới kịp. Rồi bây giờ mình trả quà đi ha, mình trả đi ha. Rồi. Bé ba bị lợi, Diễm Huệ bị lợi dòng đầu tiên. À. Tham lam á, mày sợ tao lấy cái chiếc còn lại phải không? Dòng cái thứ ngủ ngựa là tao ghét lắm ha. Vừa. Rồi, bây giờ những cái thứ xin hồi nãy mình còn ở lại sân khấu thì mình lên sân khấu ạ. Yeah, rất là hấp dẫn quý vị thân mến. Bảo Ngọc nãy có thắng không? Có lên xin mời ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 người. Mà bây giờ, ở dòng lợi tiếp theo, ở dòng lợi tiếp theo, em xin một cặp mắt kính ạ. Một cặp mắt kính hả? À chị Dung, một cặp là hai cái con mắt này má. Là một cái đó. Ừ, mà lấy hai cái bị lội rồi má. Thảm là gì? Thảm là Quang Kháng sao phải không? Bảo Ngọc sao phải không? À. Hả? Đã đứng sáu tao lo cho canh bằng kia rồi. Hai mày chót phải không? Là câu chửi đó là 7, 8, 9, 10 luôn á. Ừ, lội đi, lội, trả đi, lội. Rồi, trả mắt kính cho khách đi, trả mắt kính đi. Mày đổi lại. Tao có camera 8 chiều nữa. Rồi, lên đó quý vị. Bây giờ, dòng lợi thứ ba. Chúng ta còn lại 5 thí sinh. Chỉ có 5 thí sinh thôi. 5 thí sinh này. Ai đây? Ai sẽ là người chiến thắng? Lê Dũng ơi, cho em. Chọn đi. Dạ. Bây giờ sẽ là bồn cáo thùng nam. Bồn cáo thùng nam. Trời ơi, sao mày lâu quá lắm anh. Trời ơi, này thôi. Trời chị có phát hiện cái gì không chị Lộ? Má ơi, chưa em ba mà có ông táo rồi hả? Không có. Con cá sấu trong đất gần Vương Nam. Mày bớt dài quá. Trời ơi, em bớt dài lắm. Trời ơi, trời. Thắng rồi, thắng rồi. Sao mày rồi. Chơi gì kỳ, mày lột áo bánh mày luôn, Tâm ơi. Trời ơi, sao mà chơi gì mà bất nhơn vậy, còn có ba người thôi. Bây giờ mình treo cái gì nó khó khó chút xíu đi. Dạ. Treo khó chút. Dũng tôi cần dạ lại đây, lại đây. Một cái quần hai màu, một cái quần hai màu. Trời ơi, sao mày tụt quần đâm nghĩa. Trời ơi, trời. Cái quần hai màu là chỉ có tụi mình có. Ở tao nhìn cho em đi ạ. Dạy gì Tâm ơi. À, giúp gì, dành giúp gì, mình lấy cái gì cho hấp dẫn đi.
ông già. Cái gì đây ạ? Trời ơi, quý vị. Cái gì đây quý vị ơi? Ngay bây giờ lấy cái gì? Trả cái quần cho cậu cậu nở chuồng những kia. Trời ơi. Má ơi. Lấy cái gì đây quý vị? Tóc. Một bộ tóc già. Chết rồi. Một bộ tóc già. Một tràng lớn tay cho Xuân Tâm được không nha? Trời ơi nha. Trời ơi, lại Tâm. Trời ơi, mà tất cả. Chuyện bước cho. Để ra Xuân Tâm có mấy giây vậy? Để thôi Xuân Tâm có mấy giây à? Thầy ơi, bà thầy. Chúc mừng bà thầy nha. Chúc mừng thầy, cúng dường thầy 200. Trời ơi, trời. Chơi nói gì không thầy? Dạ, xin gửi tặng lại cho vị khán giả đã bị lột cái áo. Yeah. Đến đúng không ạ? Lấy! Nó mới dám lột, nó sao nặng cái khúc mà lấy cái quần hai màu nó tự cởi ra luôn đi. Lúc đó còn lý trí. Còn lý trí. Sao mày không cởi quần mày cởi quần tao? Mà xui cái bữa nay mặc đồ rộng này đâu có bảo hộ bảo hiểm gì đâu. Cởi cái này tụi lắm luôn. Đâu rồi xin cái bây giờ. Ai yên mấy cho ta hướng mắt không bắt đầu dò số bây giờ vô. Bởi vì anh muốn tất cả mỗi ngày đều. Nói thì anh tại sao anh bắt
cậu anh.